Hello, chào cả nhà. Luca đắc đắc. Nè, Luca đi xuống đi. Hôm nay là ngày thứ hai mà U và Lucas đã trở lại Hà Lan thì mà U cho Luca đi ra ngoài. Nhưng mà thời tiết bây giờ đang bão nên có những trò chơi là bị dính nước mưa rồi. Trò này tương đối là khô ráo. Mà em Luca vẫn còn sợ không chịu xuống. Come here. Luca đi xuống đi. Tôi xuống trên đây nè. Đừng có lấy lý do lý chấu. Luca, come here. Tôi xuống đây. Tụt xuống. Luca đi tụt xuống. Là bé Luca. Yeah. Vỗ tay, vỗ tay. Đi. Luca đi đâu vậy? Cái trò này cho người lớn mà con. Em rất thích leo cầu thang. Lạnh quá con ơi. Dạ ướt rồi kìa. Chờ một tí xíu rồi ta đi về nhà nha. Yeah. Rồi sao nữa? Trò này con chơi chưa được đâu. Âu. Té nè, té nè. Âu. Chờ mama. Kêu mẹ đi. Say mama và bé Lucas. Lucas đâu rồi? Lạnh quá con ơi, đi về thôi. Yeah.